Buôn bán được không chị? Dạ, mấy bữa nay ế ẩm quá chú ơi, sáng giờ chưa bán được gì hết trơn á. Buôn bán mà bữa này bữa khác. Nhưng mà nợ thì phải trả. Dạ tôi biết vậy, nhưng mà mấy chú thư thư cho tôi xin thêm vài ngày đi rồi tôi gom tiền tôi trả cho mấy chú nha. Chú ơi thư thư cho tôi thêm mấy ngày đi chứ dạo này hàng ế ẩm quá à. Tiền đâu? Dạ chú ơi làm ơn đi mà chú. Trời. Nhanh lên. Chú ơi. Tôi xin chú mà, chú ơi làm ơn đi. Con có tôi tiền mà giấu hả? Dạ, dạ tôi không dám đâu mà mấy bữa nay con tôi nó bệnh quá, nó đi nằm viện mà tôi cần tiền cho con tôi á, không có tiền là con tôi chết á, tôi xin mấy chú á. Làm đó ơn. Là chuyện của chị. Làm ơn cho tôi mấy ngày đi, tôi thu tôi xếp rồi tôi trả. Làm ơn đi. Ấn. Nói tôi quay sao? Mình làm giang hồ cũng phải có tình người chứ. Giang hồ mà tình nghĩa gì anh? Giang hồ thì sao? Giang hồ cũng có cha sinh mẹ đẻ hả mày? À. Chú ơi, tiền tôi đưa hết rồi mà. Giữ tiền lại mà chú Bình. Ráng một xíu cho tôi đó. Dạ, dạ dạ tôi đội ơn chú, dạ tôi biết rồi. Tôi sẽ gom tiền tôi trả cho mấy chú liền mà. Dạ đội ơn mấy chú. Theo ta từng ngày nhớ một thời khi đôi mắt em cười khi tia nắng còn ấm áp ngày yêu sâu ngày ta vẫn bên nhau dù xa cách gian khó trần sông thô mang quá khứ xa buồn cho tim yêu mềm ngày cô đơn cho bão giông ta vẫn tìm nhau ngày mai rồi sẽ tới và nơi
mang sẽ về đây sưởi ấm đôi tim này, để tình ta sẽ mãi nồng say. Anh đi tắm đi. Em còn hức hả? Này Khanh, sao không thấy em coi bạn gái vậy? Trả lời anh đi. Em đi ngủ đi. Em không cảm thấy cô đơn sao? Chị muốn hết cô đơn thì làm sao hả anh? Em tìm bạn gái đi. Em có thích ai chứ vậy? Có. Nói anh nghe đi, anh giúp cho em. Chuyện gì đang diễn ra với tôi vậy? Chúng tôi là gì của nhau? Tôi thấy sợ. Sợ rằng mình sẽ mất đi người anh này. Nha, mày nói với người của nó, đụng tới người của tao là chán sống đó. Bỏ nghề đi anh. Anh định tiếp tục như vậy tới bao giờ nữa hả? Trên đời này đâu ai sinh ra đã muốn làm giang hồ đâu em. Anh là một kẻ ngu ngốc và dối trá. Đúng, anh chấp nhận. Nếu như số phận bắt anh phải như vậy, được chưa? Anh biết gì không? Biết em muốn làm điều gì nhất không? Em muốn đi với anh đến một nơi thật xa, nơi mà không ai quen biết chúng ta. Khi nào thì mình mới có thể làm được điều đó? Anh có bao giờ yêu em chưa? Má nè,
Anh hỏi sao lại đây? Em muốn làm giang hồ với anh. Đi về. Không. Em muốn cùng anh trả thù bọn thằng Minh. Một khi đã bắt đầu thì không thể quay đầu lại được nữa. Em hiểu chưa? Đây không phải là cuộc sống. Em không muốn sống như thế này nữa. Khanh. Nghe nói cậu và Khanh giận nhau hả? Cậu không cảm thấy tình cảm của hai người là không bình thường sao? Anh Hùng. Anh ba đi cướp sòng bạc của anh Minh để trả thù vô hôm bữa. Tao muốn chết hả? Bây giờ sao anh? Giờ sao? Mà anh ổn, anh không sao đâu. Đây không phải là cuộc sống. Em không muốn sống như thế này nữa. Em không muốn ngày nào cũng chứng kiến cảnh. Ai mà không muốn có cuộc sống yên bình hả em? Nhưng hiện tại mình chưa thể em à. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại được nữa. Vì thế anh không muốn để em đi trên con đường của anh. Em và mọi người hãy rời xa anh đi. Nghe lời anh. Anh Hùng. Anh Hùng. Anh Hùng. Anh tỉnh lại đi anh Hùng. Em hứa mà. Em sẽ nghe lời anh mà. Anh tỉnh lại đi. Anh Hùng. Tình ta sẽ mãi.